Cái này á, thì bạn phải nhồi bóng mạnh rồi bước chân ga gọng ga cùng một lúc, làm gì tạo cái khoảng giữa bạn và đối phương. Bạn lùi lại rồi đến ném bóng. Bạn cầm bóng đi từ từ, nhồi bóng mạnh một cái, bước ra sau và ném bóng. Bạn gắng giữ cho tư thế bạn thăng bằng để không ảnh hưởng khi bạn ném. Làm từ từ bạn giống như bạn không ném bóng, nhồi mạnh ra, bước chân rộng ra rồi ném. Tay thẳng. Cái này là dạng 2. Này cũng làm chậm chậm xong rồi nhồi mạnh ra, cầm bóng ném. Nhấn mạnh ra, cầm bóng rồi ném.